Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để khởi đầu lại một lần nữa một cách sáng suốt hơn. Kinh doanh mà không tạo ra gì ngoài tiền bạc chỉ là thứ kinh doanh nghèo nàn. Đừng tìm lỗi, hãy tìm cách chữa. Ai cũng có thể phàn nàn. Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến. Khi mọi thứ dường như đều chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược gió, không phải theo chiều gió. Tập hợp cùng nhau là điểm bắt đầu, gắn bó cùng nhau là tiến triển, làm việc cùng nhau là thành công. Cuộc sống là một chuỗi trải nghiệm, mỗi trải nghiệm lại giúp ta lớn lao hơn, dù đôi khi khó nhận ra điều này. Bởi thế giới được dựng lên để phát triển bản lĩnh, và ta phải học được rằng những bước lùi và nỗi đau ta phải chịu đựng giúp ta tiến về phía trước. Người ngừng tiếp thị để tiết kiệm tiền, cũng giống như người ngừng đồng hồ để tiết kiệm thời gian. Nếu bạn nghĩ mình có thể làm điều gì, hay nghĩ mình không thể làm được điều gì, bạn đều đúng. Suy nghĩ là công việc vất vả nhất, có lẽ đó là lý do tại sao ít người làm chuyện đó thế. Việc tự nhiên cần làm là lao động, để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự. Nói rằng ác quỷ tìm việc cho bàn tay lười nhác làm có lẽ là đúng, nhưng có sự khác biệt sâu sắc giữa thư nhàn và lười biếng. Hãy tự chặt củi và chúng sẽ làm bạn ấm hơn gấp đôi. Chất lượng là làm đúng ngay cả khi không ai nhìn. Khi chúng ta tiến lên trong đời, ta học được về giới hạn của những khả năng mình có. Chỉ có một luật lệ cho nhà tư bản công nghiệp, và đó là làm ra hàng hóa chất lượng tốt nhất có thể, với chi phí thấp nhất có thể, và trả lương cao nhất có thể. Người biết dùng kỹ năng và trí tưởng tượng mang tính xây dựng của mình, để nghĩ xem mình có thể cho nhiều như thế nào với $1, thay vì việc mình có thể cho ít thế nào với $1, thường sẽ thành công. Có niềm vui trong công việc. Không có hạnh phúc trừ khi nhận ra chúng ta đã đạt được thành tựu nào đó. Có 3 thứ đáng giá hơn với năm tháng. Gỗ lâu năm để đốt, sách cổ để đọc và bạn cũ để cùng vui. Làm nhiều cho thế gian hơn là thế gian làm cho bạn, đó là thành công. Sự bảo đảm duy nhất mà con người có thể có trên thế gian này là nguồn dự trữ tri thức, kinh nghiệm và khả năng. Tiền bạc giống như tài hay chân, hãy sử dụng nó, không sẽ đánh mất nó. Trở ngại là những thứ đáng sợ mà bạn nhìn thấy khi đưa mắt chạy khỏi mục tiêu. Bất cứ ai ngừng học hỏi đều trở nên già nua, dù ở tuổi 20 hay ở tuổi 80. Bất cứ ai không ngừng học hỏi đều mãi trẻ trung. Kinh nghiệm là thứ có giá trị siêu phàm. Không phải người sử dụng lao động trả lương. Người sử dụng lao động chỉ xử lý tiền bạc. Chính khách hàng mới là người trả lương. Người bạn tốt nhất của tôi là người giúp tôi thể hiện được mặt tốt nhất của mình. Nếu bạn cần một cỗ máy và bạn không mua nó, rồi cuối cùng bạn sẽ phát hiện mình đã trả cái giá mà vẫn không có nó. Nếu có bí mật của thành công, thì nó nằm trong khả năng đón nhận góc nhìn của người khác và nhìn sự việc từ cả góc nhìn của người đó lẫn góc nhìn của bản thân. Không có vấn đề lớn, chỉ có nhiều các vấn đề nhỏ. Không ai có thể suy nghĩ sáng suốt khi không lao động. Sự lười biếng làm tâm trí mịt mờ. Sai lầm thực sự duy nhất là sai lầm mà chúng ta không học được gì từ nó. Bạn không phải nắm giữ địa vị gì để có thể làm người lãnh đạo. Tôi không thấy có cái biết đủ nhiều để nói chắc chắn điều gì có thể và điều gì không thể. Bạn có thể làm được mọi việc nếu bạn có lòng nhiệt huyết. Không có gì đáng hổ thẹn trong thất bại trung thực. Nhưng sợ hãi thất bại thì đáng hổ thẹn. Cách để học làm việc gì là làm việc đó. Cách học kinh doanh là bắt tay vào việc. Thành công dạy cách thành công. Bắt đầu với quyết tâm thành công và chuyện đã thành một nửa. Nếu bạn luôn làm chuyện mình luôn làm, bạn sẽ luôn nhận được điều mình luôn nhận được. Bạn không thể học được ở trường về việc thế giới sẽ làm gì vào năm sau. Chúng tôi cố gắng trả lương cho những sự xứng đáng với giá trị của anh ta. Và chúng tôi không hướng tới giữ lại người không xứng nhận nhiều hơn mức lương tối thiểu. Người nghèo không phải là người không có đồng xu nào. Người nghèo là người không có ước mơ. Không ai có thể làm được nhiều hơn điều mình nghĩ mình có thể. Bạn có thể nghĩ rằng cỏ xanh hơn ở bên kia. Nhưng nếu bạn bỏ thời gian để tưới bãi cỏ của chính mình,
nó cũng sẽ xanh như vậy. Mục tiêu của giáo dục không phải là để lấp đầy tâm trí con người với thực tế, mà là để dạy con người biết sử dụng tâm trí để suy nghĩ. Con người 2% suy nghĩ, 3% nghĩ mình đã suy nghĩ, và 95% thà chết cũng không suy nghĩ. Không gì đặc biệt khó khăn nếu bạn chia nó ra thành từng việc nhỏ. Một trong những phát hiện vĩ đại nhất của con người, phát hiện khiến anh ta kinh ngạc, là nhận thấy mình có thể làm được điều mà mình sợ mình không làm được. Có hai loại người, người nghĩ mình có thể, và người nghĩ mình không thể, và họ đều đúng. Trước mọi điều khác, sự sẵn sàng là bí mật của thành công. Tôi quan sát thấy rằng hầu hết những người tiến lên đã tiến lên trong thời gian mà người khác lãng phí. Sự giàu sang, cũng giống như hạnh phúc, không bao giờ đạt được khi ta tìm nó trực tiếp. Nó là sản phẩm phụ của việc làm được việc hữu ích. Nếu bạn không nghĩ về tương lai, bạn sẽ không có tương lai. Ý tưởng bản thân chúng vô cùng có giá trị, nhưng ý tưởng chỉ là ý tưởng. Ai cũng có thể nghĩ ra ý tưởng. Điều quan trọng là phát triển nó thành sản phẩm thực tế. Đừng bao giờ phàn nàn. Đừng bao giờ giải thích. Tất cả bí mật của cuộc đời thành đạt là phát hiện sứ mệnh ta sinh ra là để làm gì, và rồi làm điều đó. Người cho phải lập giới hạn, vì người nhận hiến khi làm điều đó. Điện năng và máy móc, tiền bạc và hàng hóa, chúng chỉ hữu dụng khi giải phóng chúng ta sống tự do. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy like và subscribe kênh Từ Điển Danh Ngôn nhé.